Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2019. Đến với VATV sáng nay gồm có hai phỏng vấn đặc biệt. Phần đầu là buổi phỏng vấn Phan Lê Dũng do Võ Thành Nhân thực hiện. Và sau cùng là phỏng vấn bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Để mở đầu, Tường Vi mời quý vị theo dõi phần 3, tức là phần cuối của buổi phỏng vấn Phan Lê Dũng do Võ Thành Nhân thực hiện. Như vậy là khi mà anh Dũng dùng cái kiến thức của mình khi học ngoại ngữ đó, rồi dịch ra tiếng Việt Nam đó, thì nó cũng phải có một cái trường phái, anh Dũng hồi nãy nói là cái, nó gọi là cái ngôn ngữ học đường. Cái ngôn ngữ học đường nó phải có trong sách vở, nó có trong những cái bộ từ điển hay là cách sử dụng chữ như vậy đó. Thì anh Dũng có dùng những từ điển Việt Nam rất là nhiều để mà lúc mà mình dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt, và khi mà tham khảo đó thì có những cái tài liệu về từ điển Anh Việt á, thì cái sự chọn lựa của anh Dũng như thế nào? Cái đó thì cái thiếu thốn là tôi nhận ra ngay, tại vì cái lúc mà tôi ở trung học thì ông cậu tôi ông có nói là dùng cái từ điển của Nguyễn Văn Khôn. Nguyễn Văn Khôn hồi trước để đọc, nhưng mà chỉ trong vòng khoảng cái chừng 3 tháng là tôi thấy cái từ điển này nó không thể nào đáp ứng được cái đời sống ở Mỹ rồi. Tại vì nó quá ít. Và những danh từ trong đó nó, mình không thể nào mà mình bắt buộc mình phải sử dụng Anh thôi, chứ không thể nào mà mình sử dụng Anh Việt được. Nhưng mà cái nguồn từ cái chữ, cái gốc, cái, tất cả những cái mà mình tra thì trước giờ nó nằm trong từ điển. Cái đó nó cũng có ảnh hưởng lớn đối với mình chứ. Rồi bên cạnh từ điển ông Nguyễn Văn Khôn thì mình có những từ ngữ về Hán Việt hay là chữ nôm gì đó, thì cái sự chọn lựa của anh Dũng như thế nào? Cái đó thì tôi nghĩ là do rất là nhiều, mà không phải riêng tôi mà tất cả là nhiều người Việt Nam. Mình nói cái ngôn ngữ của mình, chẳng hạn như mê truyện trường, đọc ảnh hưởng truyện trường nhiều chứ. Ảnh hưởng truyện trường của Kim Dung, của Cổ Long. Rồi những cái ngôn ngữ tuy là nó mộc mạc như là ngôn ngữ của Duyên Anh, ở trong Con Sáo Của Em Tôi, hoặc là chuyện văn của Nguyễn Tất Điều, mấy cái nhỏ trên những cái tập truyện nhỏ trên báo Chính Luận này, trên, đó thì Tuổi Hoa thì không, nhưng mà không và tất cả những quyển như là Nho Học của cụ Trần Trọng Kim, rồi Sử Sách của Việt Nam mình có nhiều chứ. Tức là những cái bài có thể nó không hẳn là sách, nhưng mà nó nay đây mai đó nó có một cái bản rải rác ở đâu, những cái gì hay, giống như là mình đi nghe nhạc mình nhớ lại những bản sách hay thôi, thì mình nghe cái đó mình kiểu ồ hay quá. Tại sao mà nó giống như là mình suy nghĩ vậy, thì tự nhiên mình nhớ những cái chuyện đó, chứ còn nguyên riêng một quyển thì không, riêng một quyển thì không. Sắp tới đây vào khoảng giữa tháng 10 nó có một cái buổi hội thảo về một cái đề tài rất là hay, nó gọi là văn hóa Việt Nam Cộng Hòa ở tại đại học ở Oregon, do tiến sĩ Tường Vũ coordinate để mà tổ chức cái đó. Thì như vậy mà khi mà chúng ta nói tới cái văn hóa thì ngôn ngữ là một trong những cái chìa khóa của cái văn hóa. Thì cái quan niệm của anh Phan Lê Dũng như thế nào về cái văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa mình qua cái tiếng mà mình học được, hoặc là cái ngôn ngữ, hay là những cái sách vở mình học được cái thời mà anh Dũng còn rất là trẻ? Tôi nghĩ văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa thì không, mà văn hóa Việt Nam thì có lẽ là đúng. Tại vì cái đó truyền thống của mình, không phải là Việt Nam Cộng Hòa, nó chỉ là một giai đoạn thôi. Còn tất cả những cái sách mình đọc nó đi ngược lại trước đó nhiều chứ. Đâu phải là chẳng hạn như trước năm 54, hoặc là những cái sách mà Bách Giáo Khoa Thư thì nó là của hoàn toàn Việt Nam mình nói chung. Vậy là ngôn ngữ Việt Nam Cộng Hòa là một phần của văn hóa Việt Nam. Dạ, tức là tôi nghĩ là họ xiển dương cái văn hóa cũ của mình, họ không phá bỏ cái mới. Giống như là Việt Cộng về sau này họ chủ trương là xóa bỏ cái mới đi, xây dựng những từ ngữ mộc mạc, dùng những từ ngữ của nông dân để bạch hóa, giống như là theo của người bên Hoa mà họ bạch hóa ngôn ngữ của họ đi, và vứt bỏ hết những cái văn chương đi, cái đó không cần thiết. Đối với những cái thiết thực thì chủ nghĩa Marxist thì cũng như anh biết là mình không muốn đi sâu vô cái chuyện đó cả. Nhưng mà cái việc đầu tiên mà cái chủ nghĩa đó họ muốn phá hoại đó, tức là xóa bỏ cái cũ. Họ không biết là xấu hay đẹp. Nhưng mà còn của mình thì cha mình vẫn bảo là của cha ông mình để lại, thì cái đó di sản xấu hay đẹp là chuyện riêng của tôi. Thì tôi giữ theo cái đẹp đó thôi. Nó cũng Việt Nam Cộng Hòa hay là không Việt Nam Cộng Hòa thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ là cái gia phong, rồi cái không khí của môi trường, rồi tất cả các bậc thầy, nó không hẳn phải dính dáng. Vì tại vì khi mà mình nói là Việt Nam Cộng Hòa, tức là mình có ý mình nói ít nhiều về chính trị, nhưng mà cái này thì không, hoàn toàn là không. Chẳng hạn như mình có thể gặp những người Việt Nam ở đây vẫn nói chuyện, mình vẫn có thể thông cảm. Họ ở Hà Nội ngày trước họ chẳng có ăn thua gì đến Việt Nam Cộng Hòa, họ đi du học từ ngày đó, nhưng mà cái ngôn ngữ của họ mình nghe là mình thấy gần gũi liền, bởi vì nó là ngôn ngữ Việt Nam. Còn tôi cho là những cái mà cấm, những cái ngôn ngữ mà nghe nó lủng củng lục cục
thì nó không phải là ngôn ngữ Việt Nam. Mà cái gì mà nó không phải thì tôi tin là nó sẽ bị đào thải, dù là không ngay lập tức. Thì tại vì cái cuộc đi tìm của con người ta mà mình nói thẳng thì đi tìm cái chân, cái thiện và cái mỹ, thì nó sẽ loại bỏ những cái không phải là chân thiện mỹ. Anh Dũng có thể cho biết thêm là khi mà tới Hoa Kỳ anh Dũng đi học thì anh Dũng chọn lựa cái ngành học như thế nào, và khi ra trường thì công việc làm? Khi mà tôi tới Mỹ thì giống như là tôi đã nói với anh Nhân lúc trước, thì tôi may mắn là tôi học Anh Văn trước các bạn. Thành ra khi mà mình tới Mỹ, tự nhiên người Mỹ họ nhận thấy à, cái thằng này nó mới đến mà nó như vậy, thì họ cho là mình là một người có năng khiếu đặc biệt về cái chuyện kia. Nhưng mà thật ra có năng khiếu đặc biệt gì đâu. Thì vì vậy, vì các bạn kia đi chơi, đi tắm biển, đi tùm lum hết, mình ngồi nhà mình học chứ có gì răng biết đâu. Mình biết cái chuyện đó và mình lúc nào mình nói, nhưng mà khi mà mình giải thích như vậy thì họ cho là mình là một người khiêm tốn. Nhưng mà sự thật là nó là như vậy, tôi không phải khiêm tốn là cái gì cả. Nhưng mà một người mà đi chơi trong 2 năm và một người đi học trong 2 năm thì nó phải có sự khác biệt chứ. Thành ra khi mà đến thì cái số ngữ vựng của tôi tương đối cũng được, và tôi giúp cho những cái bạn mà mới đến cùng học trong trường á. Thành ra thường thường ai đến cũng hỏi mình đầu tiên hết, bảo ồ muốn đi học hỏi thằng đó đó, muốn fill out form của financial aid nó sẽ chỉ cho sao, rồi muốn học ngành nào nó sẽ ấy. Tại vì tôi thì tôi cũng chẳng hơn gì các bạn kia, mình chỉ có hơn vì ăn lê thôi. Thì nhiều khi người ta tìm đến mình, người ta chính là những người hướng dẫn mình mà người ta không biết. Người ta tới người ta hỏi muốn học cái này thì phải sao, thì có thể chiều hôm đó hay đêm đó mình mới mở cái catalog ra, mình coi thử coi cái này nó là cái gì. Chẳng qua là để mình giải thích cho cái người kia thôi, tại vì mình cảm thấy là mình biết tiếng Anh mà người ta không biết, mà người ta đến thì mình hỏi thì mình có nhiệm vụ phải trả lời thôi, chứ không phải là nghĩ gì sâu xa hết. Cho nên bao nhiêu người, tôi chưa bao giờ tôi thắc mắc là tại sao người ta hỏi tôi, mà và tôi cũng chưa bao giờ thắc mắc là tại sao là tôi phải biết. Tôi chỉ nghĩ là cái đó là một cái nối dài như ở đảo, chẳng hạn những người lớn tuổi bên đảo mà mỗi lần tôi thông dịch cho họ, bởi vì họ đau, họ xin muốn xin thuốc người Mã Lai hay gì thì mình làm những cái chuyện đó, thì đây là một cái nối dài hơn nữa. Thành ra vô tình cái đó chính là những người thầy của mình mà mình không biết, tại vì người ta hỏi mình thì mình cứ phải đọc. Mình cứ đọc cái này, mình cứ đọc cái kia, hôm nay nó hỏi cái này, mai tôi cũng không biết là nó hỏi cái gì nữa, mà mình cũng không biết là mình phải đọc cái gì. Nhiều khi nó xin lỗi, họ nói đau bụng quá, bây giờ phải uống thuốc gì, mình cũng không biết, mình mò ra tay mình coi thử coi cái này là cái gì, bảo ồ bây giờ anh uống cái này tại vì rồi tại sao là như vậy đó. Thì nó cứ là một cái chuỗi nó nối liền nhau như vậy. Rồi đến lúc mà lên đó thì đi đâu cũng vậy hết, có những người đi trước mình thì họ bảo là anh Văn giỏi cách mấy thì cũng vứt thùng rác, tại vì rõ ràng đây là cái ngôn ngữ chính của người Mỹ ở đây, mà làm sao mình hơn họ được. Thành ra những cái văn chương hoặc là những cái gì của mình đừng có nghĩ tới làm một cái gì để mà kiếm tiền còn gửi về trong bên gia đình nữa. Cái là tôi nghĩ là không phải là tôi mà tất cả người tị nạn nó cũng suy nghĩ vậy. Thành ra cái chuyện mà mình đi học engineering nó trở thành cái chuyện dĩ nhiên, giống như là bản cử trương 2 + 2 = 4 vậy, chứ không phải mình không cần suy nghĩ nữa, tại con đường nó đã có sẵn rồi. Mình đang đi trên đường thì mình nhìn thấy cái đường, mình cứ việc bước tới, mình đâu có thắc mắc là tại sao tôi đi đường này hay tại sao tôi quẹo đường kia. Có thể về sau cái thế hệ con em của mình nó có nhiều cái môi trường phong phú, nó có thể mới có chọn lựa. Chứ còn những người đi trước như mình, tôi chắc chắn là những người tôi và những người bạn tôi, mà có thể là anh em mình đâu có sự chọn lựa đâu. Mà ngoài ra không nhân văn thì chỉ có kỹ thuật thôi, chứ trong trường học nó đâu có cái gì khác nữa đâu. Thành ra ai cũng là engineering, mà có một thời Việt Nam mình engineering gần như là nếu mình không phải engineering mình không phải người Việt Nam. nó là như vậy. Cái thời đó 80 đó là thành ra cũng học. Đúng rồi, thành ra ông bàn C cũng học đó, ông bàn A cũng học đó, ông bàn D cũng học cái đó. Ông nào cũng được hết, học để kiếm cơm. Mình nói nôm na là như vậy. Thành ra tôi đi vô cái ngành đó để kiếm cơm, và đi vô đó mình cũng muốn ra thật nhanh, tại vì nhanh thì để kiếm tiền. Từ 3 đồng một giờ cho tới 30 đồng một giờ khác nhau chứ. Thì đó là cái câu chuyện đi học. Yeah. Nhưng mà khi mà mình bước vào trong cái kỹ sư thì mình thấy quả thật nó cũng có những cái hay của nó, chứ không phải không. Mình nó không như mình nghĩ. Tôi thì trước khi mà tôi đi học đó, tôi không để ý đến toán, mặc dù hồi ở trung học mình học toán cũng được, rồi mấy người thầy cũng giới thiệu để cho thi thế ở trong trung học này để vô đội toán đó, nhưng mình không thích cái đó. Thì chuyên toán. Có chuyên toán có giới thiệu mình vô math club này, math club kia, nhưng mà không thích. Tôi vẫn thích bên văn chương, nhưng vẫn đọc, vẫn ấy thì nó vẫn tìm hiểu về đọc cái đó nhiều, không để ý đến toán. Bởi vì tôi nghĩ là nếu mà mình để ý đến toán thì mình học được liền, tại vì mình thấy rõ ràng là toán tương đối là dễ chứ không đến nỗi là khó. Thì tôi vẫn nghĩ là mình hơi chủ quan, mình nghĩ là lúc nào mà mình cần thì mình sẽ học được. Nhưng mà cái đó khi mà mình bước vào trường engineering thì mình thấy không phải vậy. Tại vì đã có bao nhiêu người khác học toán trước mình đó, mình bước vô thì mình mới biết là bao nhiêu người du học, người này người kia, mình mới cảm thấy là ở đây là một cái không phải là như mình nghĩ. Thì nó trở thành một cái thử thách để mà sinh tồn ở trong một người kỹ sư. Yeah. Thì lúc đó tôi thật sự thấy cái hay của kỹ sư, và tôi thấy cái hay của bên toán và bên kỹ thuật, và tôi bắt đầu
mê, có thể nói là mê mê computer science, rồi đi học và làm mấy cái đó. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.